lượt trận đấu tiên tại vòng loại 1, U20 châu Á nữ 2024 đã kết thúc với nhiều tỷ số bất ngờ của các đội bóng Đông Nam Á. Huấn luyện viên Shin Tae-yong lên kế hoạch chất lượng cho U20 Indonesia sau khi dừng chân tại vòng chung kết U20 châu Á. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, tiếp bước U20 Việt Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng chính thức dừng chân tại vòng bảng giải vô địch bóng đá U20 châu Á. Ở trận lượt trận cuối bảng B, đội bóng xứ Vạn Đảo bước vào trận so tài gặp chủ nhà U20 Uzbekistan với nhiệm vụ phải giành thắng lợi với cách biệt 3 bàn nếu muốn góp mặt ở tứ kết vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong chịu sức ép quá lớn từ đội chủ nhà Uzbekistan. Cả hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, đồng cảnh ngộ với U20 Việt Nam, do kém về thành tích và hiệu số, U20 Indonesia cũng bước tại vòng loại giải đấu cấp châu lục. Đáng chú ý, sau khi dừng chân tại vòng chung kết U20 châu Á, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về thất bại của đội nhà, huấn luyện viên Shin mới đây đã gây bất ngờ khi công bố kế hoạch cho U20 Indonesia trong hành trình sắp tới tại vòng chung kết U20 World Cup, giải đấu do Indonesia làm chủ nhà. Cụ thể, thuyền trưởng U20 Indonesia đã lựa chọn đưa đội tuyển trẻ nước này sang Hàn Quốc tập huấn. Tuy nhiên, kế hoạch của ông ngay khi thông báo đã vấp phải ý kiến trái chiều từ phía ông Indra Syafi, giám đốc kỹ thuật của đội bóng xứ Vạn Đảo. Chuyên gia kỹ thuật Syafi phàn nàn, ông không hiểu lý do gì khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn đưa U20 Indonesia sang quê hương của mình tập luyện. Thời tiết ở Hàn Quốc quả thực rất tốt cho việc cải thiện thể chất. Tuy nhiên, tôi sẽ gặp ông ấy để trao đổi chi tiết, ông nói. Tiết lộ thêm về kế hoạch của đội bóng xứ Vạn Đảo, ông Syafi cho biết, U20 Indonesia hiện đã làm việc với các câu lạc bộ để giúp đội tuyển có lực lượng cầu thủ chất lượng nhất, dù không thuộc chuỗi ngày FIFA Days. Được biết, thất bại ở vòng chung kết U20 châu Á, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn hướng đến mục tiêu rất cao ở giải U20 thế giới, sân chơi được đánh giá là có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Phát biểu trước báo giới sau khi dừng chân tại vòng bảng giải châu Á, vị chuyên gia người Hàn Quốc chia sẻ, các cầu thủ có thể trở về câu lạc bộ để nghỉ ngơi. Sau đó các cầu thủ sẽ tập trung trở lại đội tuyển. Chúng tôi muốn có một đợt tập trung nữa hướng đến World Cup U20 vào tháng 5. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện một số thay đổi về lực lượng lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.